hoàng hậu Ma Gia, tâm thành khấn bái hoàng thiên hậu thổ, gia hộ ba tánh nhân chân, tu tạo thiện nghiệp, sơn hà xã tắc, thịnh dưỡng an hòa. Chúng dân lạc nghiệp thành tâm lập đàn hương án, lễ phẩm trai nghi, lễ tuy bất túc, lòng thành hữu chư, cẩn chỉ phụng thượng, nguyện xin cầu tử, thiên địa thần thánh, giáng phước ban ân cho trẫm và hoàng hậu, cầu được ấu tử, sanh tại hoàng gia. Sau khi buổi lễ cầu tự kết thúc, hoàng hậu đích thân ra ngoài thành dùng của cải của mình mà bố thí cho người nghèo. Khi trở lại hoàng cung thì hoàng hậu đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc thiện ở bên ngoài. Hoàng hậu đang nghỉ ngơi trên giường vàng thì bỗng nhiên hiện ra một ngọn núi lớn, rồi từ trên đỉnh núi một con voi trắng sáu ngà nằm cành hoa sen theo sườn núi mà xuống khay không bên phải của hoàng hậu mà chui vào. Vừa lúc ấy hoàng hậu chợt tỉnh giấc, thấy trong người có một sự an lạc. Khắp trong cung điện của hoàng hậu phảng phất mùi hương thanh khiết. Tốt lắm, nếu được như vậy là phước báo muôn đời của Dương Triệt chúng ta. Dương Thành Ca Tỳ La Vệ chắc chắn sẽ được ấm no hạnh phúc. Nay ban lệnh quốc trọng ân xá cho toàn bộ trong nước, mở kho lương ban phát cho dân chúng để muôn dân cùng chung niềm vui này với trẫm. Thấm thoát thời gian trôi qua, ngày hoàng hậu hạ sinh cũng sắp đến. Theo phong tục của xứ Ấn Độ, hoàng hậu Ma Gia phải về quê mẹ để chờ ngày khai hoa lẫn lụy. Vua Tịnh Phạn phái một đoàn người hộ tống hoàng hậu về quê ngoại với nhiều cung nữ và quan quân. Đi được một quãng đường khi đi qua vườn Lâm Tỳ Ni dưới chân Hy Mã Lạp Sơn cung chỉ, hoàng hậu thấy quang cảnh nơi đây rất nên thơ. Cảnh sắc như thay một màu áo núi mỗi bình minh, chiếc thuyền cành thay nhau cởi giọng hót vang trời, hoa đua nhau khoe sắc trong buổi tinh sương. Sương còn rộng tươi tươi trên lá như ngọc rơi đi, hương từ bốn phương thoang thoảng khắp vườn Lâm Tỳ Ni. Trong quang cảnh ấy, thái tử ra đời. Từ hông phải của hoàng hậu Ma Gia xuất thế, bước bảy bước, mỗi bước đi của thái tử nở ra một bá hoa sen như bánh xe nguyên gót chân của ngài. Sau đó thái tử một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà hô to: Thank you.
Cảm ơn những cái vũ công. Chúng ta chào quý vị khán giả là các em lui vào sân khấu.